chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu đồng hồ Maurice Lacroix. Maurice Lacroix là một trong những cái nhãn hiệu đồng hồ tầm trung khá là nổi tiếng tại thời điểm hiện nay. Những cái dòng sản phẩm của họ luôn có cái sự trau chuốt tuyệt vời trong cái tầm giá. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn cùng xem về chiếc đồng hồ này. Như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ Maurice Lacroix được thiết kế theo trường phái đồng hồ thanh lịch. Chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có cái bộ vỏ được làm từ vàng nguyên khối 18K khá là đắt tiền. Đây là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng cho nên là chúng ta sẽ có những cái vết xước không thể tránh khỏi được trên cái bộ vỏ này. Tuy nhiên là cái bộ vỏ này thì cũng có khả năng đánh bóng khá là dễ dàng. Chiếc đồng hồ có kích thước khoảng tầm 39,5mm, là một kích thước nó rất là dễ đeo trên cổ tay của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có màu trắng. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này thì nó đều là cọc số nổi. Đó, và các bạn sẽ nhìn thấy những cọc số có hình lá kim, có màu vàng hồng được vắt cạnh hai bên, rất là đẹp. Ở vị trí 12 giờ các bạn sẽ thấy đây, chúng ta có logo của Maurice Lacroix được in bằng mực đen, kèm theo đó là một cái logo chữ M nổi khá là trang nhã. Ở vị trí 12 giờ, ở vị trí trung tâm chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Bộ ba kim này được thiết kế khá là gọn gàng, dễ xem giờ, đúng với cái phong cách là đồng hồ wristwatch. Tại góc 3 giờ đây chúng ta có thêm một ô lịch ngày. Ở đây chúng ta có dòng chữ automatic, một chiếc đồng hồ nó chạy một cỗ máy tự động lên dây cót. Và như mọi chiếc đồng hồ thụy sĩ khác thì chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade ở ngay chân mốc 6 giờ đây. Thì về các bạn, cái phong cách thiết kế của chiếc đồng hồ này nó khá là đơn giản về mặt tính năng, chỉ có xem ngày và giờ thôi. Thiết kế cũng rất là trực quan. Đi sang phần thân vỏ thì chiếc đồng hồ này thì nó có cái thiết kế không quá dày, không quá mỏng. Bộ vỏ được làm từ vàng đúc 18K nguyên khối và được làm bóng toàn thân. Ở góc 3 giờ chúng ta có một núm điều chỉnh giờ nguyên zin của chiếc đồng hồ. Mình sẽ lắc thử lên cho các bạn xem. Khi chúng ta lắc thì nó sẽ ngay lập tức chạy. Chiếc đồng hồ này thì nó cũng sẽ có chức năng hacking, cho nên khi các bạn rút núm ra thì nó sẽ ngay lập tức dừng kim giây. Và khi các bạn đóng núm vào, nó lại tiếp tục vận hành. Là ta nắp đáy phía sau thì chúng ta có một nắp đáy nó được làm từ vàng 18K kết hợp với kính sapphire trong suốt. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có dòng chữ chống nước 30m Swissmade. Ở đây chúng ta có đầy đủ bộ triện vàng 18K 750, kèm theo đó là kiện đầu chó dành cho các sản phẩm vàng Thụy Sĩ từ năm 1995 đổ đi, kèm với đó triện quốc tế cần tiêu ly ở đây. Thông qua cái nắp kính sapphire trong suốt này chúng ta có thể quan sát được cỗ máy bên trong nó vận hành. Đây là cỗ máy tự động lên dây cót của Seita, nó có tên là SVK300. Đây là một cỗ máy tự động lên dây cót cơ bản thường áp dụng cho những chiếc đồng hồ tự động của Thụy Sĩ. Các bạn thấy là cái bộ máy này cũng được hoàn thiện khá là tốt, với con vang lên cót thì họ làm cực kỳ là bóng. Các bạn thấy là phần trung tâm chỗ 5 viên bi trợ lực được làm rất là bóng, và ở ngoài thì chúng ta có dòng chữ Maurice Lacroix ở ngay trên củ vang được đánh vân Clos de Paris. Ở phần nắp ở đằng sau, các cái nền máy thì người ta sẽ đánh vân tròn. Thì các bạn, đây là một cái cỗ máy nó khá là đơn giản về mặt tính năng. Tuy nhiên là hãng Maurice Lacroix cũng đã đánh thêm những cái vân trên cái bộ máy này khiến cho nó càng ngày càng đẹp hơn. Mình nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn thì các bạn sẽ thấy là bộ máy của nó bắt sáng khá là tốt. Chiếc đồng hồ sẽ đi kèm với một cái bộ dây da. Các bạn thấy là nó là dây da nguyên zin, có dòng chữ Maurice Lacroix đây. Và kèm theo đó là chúng ta có một cái bộ khóa zin. Bộ khóa này được thiết kế cách điệu hình chữ M. Các bạn thấy là nó giống như chữ M đây, biểu tượng cho cái logo của hãng. Các bạn lưu ý là đối với cái hãng này thì cái khóa của họ cũng là khóa bằng thép và sau đó là mạ vàng PVD, chứ không phải là khóa vàng đúc. Cái này nó tương tự như một số cái chiếc đồng hồ của Omega hoặc là Longines họ cũng làm như vậy. Và núm của chiếc đồng hồ này cũng là núm bằng mạ vàng thôi. Đấy, về cái phong cách thiết kế của chiếc đồng hồ này thì nó khá là đẹp, cực kỳ là trang nhã. Do là cái phần viền của chiếc đồng hồ họ được đẩy ra khá là mỏng, cho nên là khi chúng ta đeo lên tay cảm giác nó sẽ to hơn cái size 39,5 khá là nhiều. Mình sẽ thử đeo lên tay cho các bạn xem.
Chiếc đồng hồ có bộ kim cọc cũng như là bộ vỏ bắt sáng cũng khá là tốt. Sang trọng, lịch lãm. Khá là đơn giản nhưng nó vẫn toát lên một cái dáng vẻ của một con người lịch sự. Dòng này anh em nào phối trí với những cái bộ quần áo vest hoặc là áo sơ mi trắng thì có lẽ là không còn gì để nói. Mình sẽ coi một vòng nữa cho các bạn cùng xem. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.